Tổng thống Chavez nhanh chóng trở về nước nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, tin từ Miranda, Venezuela. Nhà hoạt động chính trị đối lập Henrique Capriles hôm thứ Hai nhận định rằng quốc gia Venezuela cần sự hiện diện của Tổng thống Hugo Chavez nhằm giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia này. Kính thưa quý vị, đang hiện diện tại thành phố Miranda tại một sân vận động hỗ trợ và cổ võ các vận động viên điền kinh trẻ. Ông Capriles đang nắm giữ nhiệm kỳ lần thứ Hai thống đốc tiểu bang và trả lời tới giới truyền thông địa phương rằng quốc gia Venezuela hơn bao giờ hết cần sự quay trở lại của Tổng thống Chavez. Sự vắng mặt của Tổng thống vì phải đi ra ngoại quốc chữa trị chứng bệnh ung thư đã tạo nên sự phân hóa trong nguồn máy điều hành chính phủ. Bản thân ông Capriles đã nghe quá nhiều sự ẩu đả với nhiều ý kiến khác nhau tại quốc hội. Venezuela còn quá nhiều điều cần phải làm để củng cố và phát triển nền kinh tế quốc gia thay vì phải nghe những cuộc ẩu đả tại quốc hội. Sự hiện diện trở lại của Tổng thống Hugo Chavez trong thời gian sớm nhất là điều cần thiết giúp giải quyết mọi vấn đề tại quốc hội và tập trung phát sáng tạo công ăn việc làm cho phát triển nền kinh tế. Chính quyền Venezuela hôm thứ Hai tuyên bố ông Hugo Chavez đã quay trở lại quốc gia Venezuela từ Cuba và đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại một khu dinh thự riêng. Vẫn chưa có dấu hiệu nào của Tổng thống Chavez xuất hiện trước công chúng, như nguồn tin công bố trên từ Phó Tổng thống là Nicolas Maduro và nội các chính phủ. Ứng cử viên đối lập Capriles bị Tổng thống Chavez đánh bại trong mùa bầu cử tháng 10 vừa qua và có nhiều dấu hiệu Phó Tổng thống Maduro lên nắm quyền để điều khiển quốc gia nếu tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez trở nên tồi tệ.